Vâng, xin chào bác ơi, bên kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua đồng cuộc thương hiệu Gian, model TCR. Thì trong thời gian qua em về rất nhiều cái dòng model của TCR, có bây giờ 6.000 và 6.300, 6.500. Thì hôm nay em về một chiếc TCR 6.500 model mới nhất tại hiện tại, dòng cao cấp của thương hiệu Gian, với cái tông màu đỏ đen và màu trắng, rất là sport và khỏe trên khung xe. Và bây giờ xin mời anh em tiếp chiếc xe. Vâng, trên khung hùng các đây là mẫu dòng Gian TCR, một dòng Gian cao cấp của dòng xe đua bên em mới về. Thì trước đây em giới thiệu bác qua những rất nhiều dòng xe đua OCR. Thì trên mẫu OCR model của dòng TCR model TCR 6.300, xe được sử dụng với bộ khung nhôm alloy XL, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Thì thường thì em giới thiệu qua bác thì những cái dòng xe thông thường của dòng Gian thì làm từ hợp kim nhôm alloy X. Thì đây là một hợp kim nhôm nhẹ hơn so với những mẫu thông thường khác. Đó, SL đây. Tổng thể xe đánh giá là tầm 90% xe. Tuy xe qua quá trình sử dụng nó rất ngoài vết xước trên khung xe mà xe còn rất là đẹp lắm nhá. Model TCR 6.300 với cái tông màu đỏ đen và màu trắng trên khung xe, và xe vẫn được trang bị với bộ rơm sườn cao cấp cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian Connect, của dòng Gian cao cấp. Xe được sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra. Bên tay trái em tay lắc Tiagra. Bên tay phải em được sử dụng với bộ chuyển động ở bên tầng điểm của Shimano Tiagra, phanh ba mảnh chính hãng của Tiagra và nguyên một group chính hãng của Tiagra trên dòng xe model TCR 6.300, càng nhôm không mối hàn chính hãng của Gian, may chính hãng của Gian, vành nhôm hai lớp, vành R1 chính hãng của Gian luôn mất nhá, vành R1, vành cao cấp của thương hiệu Gian. Xe được sử dụng với lốp trước là Continental, lốp hiệu cao cấp. Kích thước lốp là, vâng, kích thước lốp là 700 x 23 c, vẫn là kích thước lốp thông thường của dòng xe đua. Và cái model đời dòng TCR 6.300 đời mới này sẽ làm được bộ cọc yên dẹp rất là nhỏ gọn cho cái bộ khung xe, và xe cũng được sử dụng với bộ khung hình có đây yên dẹp, và đằng trước cái khung ở đằng giữa cũng dẹp và nó lượn cuốn về phía trước. Đây là những dòng xe cao cấp được sử dụng với những bộ khung thiết kế như vậy. In còn rất là mới, in nguyên bản theo xe, in của Media, đùi đĩa của Shimano Tiagra, gạt đĩa cũng của Shimano Tiagra, và củ đè sau cũng là của Shimano Tiagra. Và xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với may chính hãng của Gian, vành Gian R1, vành Gian 2 lớp, nhôm 2 lớp. Và lần này em về chiếc một size S nhé. Bây giờ em xin đo thông số chiều cao của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 45, khi họ qua cả 1m6 đến trên 1m7. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản trong xe, củ đề Shimano Tiagra. Lên lip lên. Vâng, hoạt động rất là mượt mà, trơn tru lắm nhá. Xuống lip.
Chú nhíp đây. Bên phải em sử dụng 12 đường đĩa. Đùi đĩa bỏ tia vào ra, lên đĩa. Cụm phanh đằng sau là phanh 3 mảnh chính hãng của tia vào ra. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian cao cấp của model TCR 6300. Và xe ra rất tốt bên em là 6... Vâng, xe ra rất tốt bên em là 14,2 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm, hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại vào chương ngày mai.